bông mai bông bông tặng áo khnì xem lo vào một nấy nên trong khăn nhám tung cho đập cho nam mà bông bông ơi vậy bị than nó có chiếc khăn pe có tròn mình bán có vô một lo nhám mà đong tiền màu chả bông bông ở đăng thay chiếc xem lo ấy nào một tờ không ở chán nè vậy bị tha mà tới được tầm đón đó là bông bông chàng vậy tới lấy tập một clean trong nhà mà đón tiệt chứ anh nha bông bông ơi xem lo mà chú chưa ra bông bông chà xạ thuở bàn nhằm chứ anh chộp chặt tay mà đón chà chứ biết xua bông mai bông bông tặng áo khani xong xa công bà căn bị đầu thông mây ờ thằng anh đi cứ nôn bông bông mà nhằm xem lo mà chú chưa ra mà đón hay xem lo mà chú chưa ra vậy tới bông bông tháng chưa ra nhá cái giờ thuở lại chú rút á nắng hò lời mà xem lo nhằm mới chà nhá ai con thô tập bây mà chú ai ban một cái trái nhẹ bông bồn trà hay trà những cái trong prau bị đống trà trà tình bị xa máu cái bể lụm máu cái trò mà đông bần bần này mà bông bồn nè mà đống thì những cái trong do tại đam thế nè bông bồn sờ nhưng mà do sạc thì tại bông bồn trong đã sạc và đã tới hay lấy những cái trong hàn hay những do mà tràm tăng bảo bông bồn trà tràm tăng bảo chào mà làm vậy ơi viên liên cầm ai slide để đỡ chuột nặng đam vía tì mũi tì pí dương đã tràm chẳng tới ở đam biệt tuấn nè bông bồn trà chắc nhóm tram trao và hai chị đạp này tì hay bạn nhóm xóng liền chân bị bệnh tật tiết đó bông bồn chà và tớ mà dừng đã đam tật slo mà bông bồn tật bú dừng bông cô lực rây cho một cô máu hay trong chung bộ phụ vậy tớ chung bộ học nó cứ nhóm chung tập bạn đang nghe bông bồn đầm bay nghe xuống bàn chân bia xuống chạm chánh hay tìm muối tìm bí bia ở miền cụ miền ấy vì nó chụp bằng chân nắng á chẳng hạn là bông bồn chà hay ca chơi rớt trây bông bồn chơi rớt trây bởi phép na của bạn này bàn tay nên trong chân nhằm thấy bố bông bồn bởi vì miền khăn hay slo tới bởi lại tuần chân anh tiệt mà anh trái phá nè bông bồn khinh có bao lắm thì chỉ làm thấy phá mà anh trái phá trái phố bông bồn chà trái phố vì sự điện trái phá còn nó có bao được lấy chiêng tách bông bồn á chà à lời này thật dân đã thấy chôl máu tập phù lộ hào ấy đã thấy chôl máu bà tò bì dân đã thấy mà sự tố dân đã bà lại chôl tay mà đòn bông bồn chà hay chân phút xin lò này dân phở tật chả ra bông bồn nhưng phở tật tịch bông phát bù bê là dân xin lò nâng tật vì chân bị chả ra nâng khá hay là mỗi chả ra cứ xin lò tới viên đại chẳng vì ở chôl kia mùi nâng tật tê chẳng dân cầm đã tật chờ anh bông bồn chà tích chả lắm xin lò chả ra đã tật là chả ra ngay tới chọc rồi chà nâng ngay bông bồn nhẹ khơi nhé bên đã chặt chôl cho mũi nâng tray để dựng đã hào nâng tới vì chân chiết chân khang chân kia cho mũi lại vì lòng tôn tại mặt đầu bông bồn và tớ má cứ nâng nhầm đã cho mũi nâng mặt chu hai mặt chu này cứ mẹ sống nhóm cái hai mặt chu bà răng bông bồn chạm đằng khang bông bồn hai mặt chu ấy nâng hai tam tử lộp tam sọc ni ni mùi mùi khô khô kia chẳng nghe bông bồn chà bắt đầu bị pú chân nâng cứ nâng nhầm tham cho mũi nâng mà om mà đầy tiền màu bông bồn hay trong chuẩn bị chun bông bồn che xem lập xem lập chặt nhé dừng slow dừng ở từ ca tục pu rum ngoa yu ấy nè bông bồn rum ngoa yu với căn tại sweat wing tại bây giờ slow tay mới pu thì dừng đôi giờ tại nhắm á vì là chụp chụp chân ngang chi ông bông bồn á bây giờ slow rum ngoa yu với tại chỉ sweat wing chẳng đi chân hai bông bồn ấy đã máu trong tôi thấy bảo vệ là vậy cho mong nè bông bồn chàng đã tôi mà từng mua luôn chả nó có bao là tận nam mình đã có bao một mùi tiền mà chung thì lo nên em bảo anh chắc sẽ thấy cái miền tập anh đang tế hay sau mà chia sẻ bớt sinh nhật vậy lên sai tới lúc lúc bắt bola rằng bông bông tặng ngọc này nè hay ở sân khấu bông bông bên chân tặng ngọc này ai soi nhăn ở nơi tiệm bán bông bông nghề sửa là nghề nghề hay thu thay thì họ tình bạn chả có bạn bệnh tết thì họ tình bạn ở con trên bông bông xong chụp đẹp liền.